Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Thi Thi Quỳnh Vlog Cần Thơ. Bữa nay 8 tháng 3 là ông xã Hừng Sáng thức sớm. Ông nấu món mì, hủ tiếu mì cho mình nè cả nhà bạn. Rồi ông nấu đầy đủ chưa luôn ha. Nấm đông cô, củ cải đỏ, củ cải trắng, xương heo, mực, rồi tôm khô. Ôi đủ thứ hết trơn. Ông đang bắt đầu trụng mì nè cả nhà bạn. Đó. Ớt chanh. Hôm nay 8 tháng 3 ông chồng ông nấu món xương nấu mì với hủ tiếu. Siêu ngon, siêu đỉnh luôn á nha các bạn. Từng sáng thức dậy ông nấu sớm nè. Khỏi ăn sáng, mình khỏi khỏi ăn sáng. Mời cả nhà các bạn ăn ăn mì của mình nha. Wow, quá xá tô mì siêu to khổng lồ luôn cả nhà bạn ơi. Hai vợ chồng tô nào tô nấy tô này vô quán là kêu bằng đặc biệt mà không có nữa nè. Ăn tô mì này lên ký luôn. Ngon quá cả nhà bạn ơi. Mình vào nấu đầy đủ cho cả nhà bạn, củ cải trắng, củ cải đỏ, tôm khô, khô mực, xương, thịt bằm. Thấy không đầy đủ để nấm tôm con này, có người kêu bằng nấm đông con, có người kêu bằng nấm hương. Khỏi cắt để nguyên miếng thì ngon. Thơm ghê. Ủa cái miếng chắc cái miếng này chắc vô ớt ha. Nó béo. Ngọt thơm trầm. Đâu cũng rồi. Đục to lắm á nha bạn. Cũng đánh chồng ớt thì cài ha. Nghe lung xương quá. Mềm quá hả? Ừ. Đúng rồi. Đó mà. Lát nữa. Nấu bụng rồi mấy. Nấu trước. Bởi vì ghiệu quá trời luôn. Điều thì nó nước ngọt thật mà cái thịt nó mềm, mà nó hề mềm thì không ngon, nó gần phá. Đây là thiếu cái gì phải không? Thiếu huyết nha, hết huyết hả? Không có huyết hả? Nếu mà huyết không thấy, không thấy ai ăn. Nóng quá, cái nấm này nóng quá chút xíu mềm. Thank you.
Mềm như quá luôn, hết bình ra. Quá sao mềm chồng ơi. Mềm nước nó ngọt cực kỳ luôn á nha bạn. Nghe thương luôn mà. Nghe thương dữ dữ. Mà thương á, dạ ăn hay sao? Béo chứ phần ăn nổi. Thanh ngán quá. Thanh mà mềm về bỏ luôn. Chưa càng mềm càng béo. Quá khá tuần, khổng lồ. Tôi còn 3 tô nữa. Có thằng em, con ghế nó phải ăn cái nấm này lắm. Nó Hà Nội không? Nó về thì nó nấu canh không thì nó cũng ăn canh không. Mình ở đây mình không ăn đường nhưng mà tùy theo cái món mình không để đường. Còn nó là không có chịu đường luôn vậy. Nấu đường không chịu ăn. Còn có ăn Lý thì đang ăn gần bún một tiếng gì đang giá sống này không. Nó nhiều chủng. Nó sống bằng ngọt. Nó ăn vậy nó hơi giòn. Ăn vậy nó giòn. Vậy bộ 8 tháng 3 nấu ngon hơn ngày thường không? Lạ hơn không? Vậy ngày mơ 8 tháng 3 nữa. 8 tháng 3 hoài thì mình phải. Mực nè. Nó còn ấm mềm. Không xưa anh sống này luôn. Bốn rưỡi ra giờ tưởng còn mới nấu. Mềm nhai được luôn. Thằng này có 3 tô người ta ăn chứ. Nó đo cũng chết luôn rồi. Quá thân ngon nè mà nhiều quá.
Trời. Dến hai tôm rồi lúc đó. Nói luôn hết trơn. Biết là mình quen nhưng mà chủ nhật mới ăn. Nhà đó hôm qua là thứ 6, thứ 7 chủ nhật mới ăn đó nha mà. Đây cũng hết. Này bữa nay ăn ngon, ăn lượt giống không? Quá có nó mềm. Nam diễn nó mềm mà thơm thấy không? Khá lắm nó bao quà cho mấy bà phụ nữ sướng. Trong em là ông biết vô bếp đâu. Tắm mà nó đặc biệt, nó ngon hơn thường lệ cả nhà bạn. Thì cái video thì đến đây cũng kết thúc nha cả nhà bạn. Thì xin bye bye cả nhà bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào cái video sau. Bye bye.